Chào cả nhà, đây là khung cảnh cầu sông Hàn vào buổi tối. Mình đang ngồi chờ giây phút mà cây cầu này nó quay. Đó, phía bên kia có một cái tòa nhà có thể thay đổi được hình ảnh rồi màu sắc trên cái tòa nhà đó. Sông Hàn buổi tối. Đó. Viết cái chữ I love Đà Nẵng ấy. Cái tòa nhà đó đang xây dựng. Phía sau lưng cái tòa nhà này ấy là phía sau lưng tòa nhà này là khách sạn Hilton Đà Nẵng. Bên này là Novotel. Tòa nhà Novotel ở đây. Đây, Novotel. Đó, nó có thể đổi màu. Đó, đổi màu thành quốc kỳ Việt Nam. Đẹp tuyệt. Đó. Ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Nó vừa viết cái chữ đấy đấy. Đó, rồi pháo hoa. Đấy, có thể đổi màu rất đẹp. Hình ảnh đại dương bây giờ lại đổi sang hình ảnh dưới biển có cá bơi lội đấy. Đây là một tòa nhà rất đặc biệt ở Đà Nẵng, bởi vì khi mình đứng ở trên cầu tình yêu rồi mình đứng ở ngay phía khu vực gần cầu Rồng ấy là vẫn nhìn thấy cái tòa nhà này. Tức là bản thân cái tòa nhà này là nó giống như một cái màn hình, thích chiếu gì chiếu. Em ơi, tòa nhà này tên là tòa nhà gì em? Dạ. Em biết tòa nhà này là tòa nhà gì không? Không, Nguyễn đang làm. Nó đang làm đúng không? Dạ. Chưa có tên đúng không? Dạ, chưa làm xong. Lúc nãy mình đi qua đó thì mình cũng không thấy cái tên tòa nhà. Mà nó nằm ngay gần khách sạn Hilton Đà Nẵng. Tòa nhà bên này là tòa nhà gì em? Tòa nhà đó, trước mặt đó. Cầu quay hả? Cầu quay khoảng mấy giờ quay em? Cầu quay là không quay đâu nha. Không quay hả? Dạ. Sao lại không quay nữa? Em đâu biết được, cũng không quay cần mấy tháng này rồi. Mấy tháng nay không quay à? Dạ. 10 rưỡi là nó sẽ chặn xe mà đang trừ 11 giờ thôi mà đang chừng chưa chặn xe hết trơn. Nó phải chặn xe thì nó mới quay được chứ. Từ chưa chặn 10 rưỡi là nó chặn rồi. Mấy tháng nay là không quay? Dạ, chắc vì dịch đó. Nhưng mà mục đích nó quay để cho tàu bên ngoài vào chứ. Muốn quay cho vui. Nó quay cho vui đúng không? Cứ đến giờ là nó quay thì đúng không? Dạ. Cứ đến thứ 7 giờ vẫn quay, 10 rưỡi là chặn xe nên đúng 11 giờ thôi mà nó chặn. Phí là chắc là chưa rồi. Không quay phí nhỉ?